sao chị Vy về sớm vậy? Cô bé nó chân mà, rồi ra mở cửa đi. Bạn ra mở cửa đây. Không, ra đi. Nè, sao tụi con dặn nhạc sùm vậy? Cửa nẻo ở ngoài mở tăng quan à. Ủa, sao lại tắt? Dạ. Nghe tiếp đi, có cái gì đâu phải tắt. Ông nói tụi con nghe, ông thông suốt hết rồi. Ông không được quyền kỳ thị nhạc gì của ai hết. Mỗi người một sở thích riêng, ông đâu có quyền cấm cản đúng không? Tụi con cứ nghe bình thường, ông không có trách gì nữa đâu. Chỉ có điều ông khuyên vậy nè, tụi con có nghe, tụi con nghe vừa phải thôi, đừng có dặn lớn quá, ảnh hưởng đến bên hàng xóm người ta. Nghe rõ không? Dạ. Ừ, nghe tiếp đi. Dạ, với lại hồi trước tụi con cũng có mấy lần làm ông buồn, tụi con xin lỗi ông. Không có cái gì đâu. Bây giờ mấy ông cháu mình quên hết chuyện cũ, nghe không? Mở nhạc. Thì không ông? Thiệt, mở nhạc đi. Nhớ âm thanh vừa đủ nghe thôi. Dạ, mở. Cảm ơn ông. Ừ. Tắt nhạc lại tí đã, để tí, để tí xíu xíu. Rồi rồi rồi. Đi, mở đi xem bắt. Nika, chắc cực cực tìm mà. Sắp chưa, quý hàng khu, yeah. Grab me, người thù qua mà text me. Này, chắc. Chắc đi. Cái gì vậy? Ba. Sao tự nhiên lại tắt? Dạ. Mấy đứa nó dặn nhạc ồn ào, ba khó trời chịu. Trời đất ơi, ba khó chịu hồi nào. Dạ. Bộ con định kỳ thị nhạc trẻ đúng không? Đúng không? Con chê bai nhạc người ta hả? Con không có quyền vậy. Dạ. Ủa, phải ba đức của con không vậy? Cái gì vậy? Tôi là cha của mấy người mà. Trời đất ơi, Nguyễn Văn Đức là cha của mấy người. Một ông già khó tính, cổ lỗ sĩ nào giờ. Ủa mà nào giờ ba đâu có thích mấy thể loại nhạc này đâu. Sao... Ủa, có ai cảm hóa ba hả? Cảm hóa gì? Làm như tôi là tù tội hay là giang hồ hay cái gì phải cảm hóa? Dạ. Chẳng qua là cắt nghĩa cho ba hiểu, nói cho ba biết để cho ba đừng có kỳ thị. Ai cũng có sở thích riêng. Bây giờ ba hiểu rồi, hiểu chưa? Ông bạn già của ba đó, ông nói hết tất cả. Rồi cái ba thấy cũng đúng. Này anh Đức. Hả? Thật sự là tôi rất là mệt mỏi vì anh trong mấy ngày vừa rồi đấy. Ôi giời, tôi cứ tưởng là có thêm người thì vui cửa vui nhà, ai ngờ tôi stress lắm luôn á, anh có biết không? Sao? Đấy, tôi đã vì anh ấy mà làm rất nhiều việc mà trước đây tôi không bao giờ làm. À. Tôi nghe nhạc quê hương này, tôi phải bỏ mấy cái áo hoa hòe, hoa sói vốn là thương hiệu của tôi. À. Thế mà tôi càng ngày tôi càng khó chịu đấy. Mắc cái gì khó chịu? Anh không thích cái gì anh nói tôi coi. Tôi nói cho anh biết nhá. Đây. Nói tôi biết hả? Thì đành rằng tôi cũng cần tiền, cho nên là tôi mới để anh sang ở cùng với tôi. Nhưng sao anh không nghĩ là mình cũng lớn tuổi rồi, bạn bè với nhau cho nó hợp tính. Ai ngờ tôi còn stress hơn nữa cơ. Mới lại tiền của con Vi nhà anh ấy được bao nhiêu, bó bèn gì. À. Anh ấy có cái sĩ diện của anh, anh có phải nghĩ đến người khác chứ. Sao? À, nói tôi vậy phải không? Nếu mà anh nói tôi như vậy á, thì tôi sẽ không ở đây nữa. Tôi sẽ đi chỗ khác. Tự đơn giản thôi. Cứ việc anh làm như không có anh thì không còn ai á. Đầy người muốn vào thuê nhà ở chung với tôi. Cái gì? Tôi nói cho anh biết trước khi anh đi nhá. Cái gì? Anh thích nhạc bolero, anh thích nhạc cải lương. À. Anh thích nhạc gì, nhạc di gì, tùy anh. Ừ. Đâu có ai nói gì anh đâu. À. Tôi không có một tí xíu xìu xiu gì là tôi châm chọc cái sở thích của anh. Thế mà anh hết mỉa mai sở thích của tôi. Anh châm chọc tôi, anh chê ba nhạc tôi nghe. Mà đành rằng ấy là anh tị nạnh với tôi đã đành. Hay là với con Vi cũng được đi. Nghĩ sao mà anh đi so đo với lại mấy cái đứa con nít ấy. Anh thấy như thế là quá đáng lắm không? Vậy chắc con phải qua cảm tạ chú Dượng quá. Ba, không hay ba dọn về đây ở luôn nha. Thôi không có được. Ba ở bển ba quen rồi, không sao đâu. Với lại nói thật nha, bây giờ tự nhiên cái thích cái nhạc của ông Dượng á, thích dễ sợ thích luôn. Mỗi lần mà ông mở nhạc lên cái ba hứng lên, cái ba đứng vậy, cái ba nhảy theo nhạc luôn. Ba nhảy người tưng, nhiều khi ba nhìn ba còn thấy sợ ba nữa. Ba. Ba. Trời ơi, nhạc gì mà lớn ồn ào dữ vậy con? Không có. Nghe điện thoại đi, nghe lẹ lên, dặn nhạc lên để cho ông nhảy với mấy đứa. Dạ, lên, dạ. Nghe đi con. Alo.
Ba, con thì không nghĩ anh Tùng như vậy đâu. Con lớn rồi, con hiểu mà. Thì ba biết rồi, ba hiểu, ba biết. Nhưng mà ba nói con nghe, cái thằng này á, nó không phải như người ta đâu. Trời đất ơi, coi vậy chứ nó trai gái dữ lắm, nó gái gu lắm. Cái gì con cũng phải theo dõi chứ, đâu có được con. Thì con mướn người theo dõi, mà con ở nhà con chăm sóc mấy đứa nhỏ, thì con phải mướn người. Ủa, mà sao kỳ vậy? Tự nhiên ở đâu con, ở đâu từ trên trời rơi xuống, rồi bây giờ bắt mày phải chăm sóc là nghĩa làm sao? Đó, tự nhiên con đút đầu vô chi chứ giờ con khổ, con thấy không? Thôi được rồi, chuyện của con để con giải quyết cho nha. Không có khổ hả? Con hạnh phúc, con vui hả? Không có được. Trời ơi, nghe xong ba muốn sặc à. Mà này nè, tao nói mày nãy giờ mày không hề có một cái câu hỏi thăm sức khỏe ba nữa. Không biết ba giờ sao nha. Thôi vậy nha ba. Mà không phải, mà ba nói con. Ba nè, nè. Trời đất ơi, nói chưa hết cái nó cúp máy à. Đúng là con với cái. Khổ ghê vậy đó. Đẻ con gái ra lớn lên là đi theo trai, theo chồng. Không cần biết cha nó sao. Nhanh lên mấy nữa, làm đi, đang làm clip đó. Đúng rồi, xác vô. Xác vô nữa, xác vô nữa. Xác vô. Chết rồi. Thổi đi, xác vô nữa. Rồi thổi đi, xác vô nữa, xác vô. Xác vô rồi, thổi, thổi. Đó, đúng rồi. Rồi thổi đi, xác vô nữa, xác vô, thổi. Nè, cái gì vậy? Làm gì vậy? Sao chị? Tránh ra. Cái gì vậy? Sao vậy ạ? Nam nữ thụ thụ bất thân, làm gì mà sát rạc nhau vậy? Hai đứa đã là cái gì của nhau rồi? Chị nói gì vậy chị Vy? Tụi em có là gì của nhau đâu. Tôi mới thấy rõ ràng mà còn chối nữa hả? Không có đâu chị ơi, tụi em chỉ đang quay clip tạo trend thôi à, có gì đâu. Trend triết gì ở đây hả? Trời ơi, thật ra là bọn em chỉ đang giả bộ à, để quay clip thôi, có gì đâu. Hay quá ha, giả bộ, giả rồi lỡ nó thành thật rồi sao? Không có nghe cái câu mà phim giả tình thật hả? Ai cho chơi ba cái trò này? Tôi nói cho mấy cô mấy cậu biết nha, tuổi của mấy cô mấy cậu là ăn học, ngủ cũng học, uống cũng học, dính vô ba cái chuyện tình cảm yêu đương này làm cái gì? Hư hết một tương lai. Tôi nói rồi nha, từ đây trở về sau tôi không muốn thấy mấy cái hành động này nữa. Tôi mà bắt gặp một lần nữa, đừng có trách tôi nghe chưa. Thi với Đào đi về. Còn đứng đó làm gì nữa? Đi. Ủa rồi em làm sao chị? Trời ơi em. Ủa là sao? Không hiểu hết trơn. Cho tôi xin lỗi ông nhiều nha. Không biết tại sao từ khi chú Tùng đi, cái chị Vy bị nhạy hoài luôn á. Không sao, nhưng mà bây giờ tôi biết đi qua nhà ai chơi bây giờ. Suốt ngày ở nhà với cái con mụ Phượng Phượng gì ấy. Chú bực khứ cả mình. Chú ơi, chú có chốt dại đấy mà chú. Ok, lần thứ mấy rồi? 13 lần thôi mà chú. Úi giời, ít ghê nhỉ. Con hứa là không bao giờ con tái phạm nữa đâu. Là đứa con trai không có nói nhiều. Chú đã quyết rồi. Chú ơi. Ok, bỏ tay ra. Anh Hành, anh bị sao vậy? Chú Dượng nữa, chuyện gì thì từ từ nói. Sao chú đuổi anh Hành vậy? Biết gì mà nói. Trời ơi, mà anh Thành này cũng tệ nha. Chú đã cho anh vào làm rồi lại còn dở cái thói ăn cắp vặt nữa. Đáng trách. Trời, chả qua là chú không cho anh ở đây, chú đuổi anh đi. Chứ anh ăn cắp bao giờ? Để chú nói cho mấy đứa nghe. Chú nhận nó vào làm ấy là do sự nhờ vả của mẹ nó, để nó đi làm mà nên người. Nhưng mà chỉ làm việc thôi, không có ở lại, nhếch nha nhếch nhác, khách người ta ra vào còn đâu lấy quán cà phê nữa. Bây giờ quyết định đi. Một là chuyển ra ngoài ở, chú vẫn cho làm. Còn không á, nghỉ làm luôn. Chú. Ok, tránh ra. Chú ơi, con xin chú đấy. Mày mà ôm tao lần nữa tao đuổi thẳng cổ đó. Tao ghét nhất là đông ôm tao. Tránh ra. Anh Hành, vậy tối nay anh không có chỗ ngủ hả? Gì mà thê thảm dữ vậy trời. À, Winner nè, nhà ông còn chỗ đó. Ông cho anh Thành ngủ nhờ đi. Không được rồi, mẹ tôi với chú Nguyên khó lắm, không dễ đâu. Thôi, cảm ơn mấy đứa nhá. Thế là tối nay anh qua công viên hoặc đồn công an ngủ tạm vậy. Trời ơi. À thôi anh Thành, hay tối nay anh về nhà chú Tùng ở đi, rồi anh ngủ chung với tụi em. Có gì ngày mai tính tiếp.
Cảm ơn em. Trời ơi, bà không nghe chị Vi cảnh báo rồi à? Nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ còn dẫn trai vào nhà nữa. Chứ bây giờ anh hoạn nạn vậy rồi biết sao? Tôi mặc kệ, tôi tin anh Thành là người tốt. Nếu như mà không được thì cùng lắm tôi và anh đường đường chính chính vô xin chị Vi thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.